Các bạn thân mến, là chào mừng các bạn quay trở lại với video mới nhất của mình ngày hôm nay ha. Thì tại vì mình mới rửa xe xong á, mình có cái sản phẩm này rất là hay cho nên mình muốn giới thiệu cho các bạn coi ha. Thì đây là cái sản phẩm dưỡng lốp của ba em ha. Thì nó có tác dụng, hai tác dụng. Thứ nhất là nó sẽ dưỡng cái lốp của bạn để giảm cái tình trạng mà hao mòn. Cái tác dụng thứ hai là dưỡng bóng, nó làm cho bóng cái lốp xe của bạn ha. Thì đây, thì như các bạn thấy là cái xe của mình á, nó mình vừa mới rửa xong thì cái mình lau khô cái lốp á, thì cái lốp nó hình nó rất là bị bạc màu, các bạn thấy không? Thì mình đã sử dụng cái chai này được một thời gian rồi và mình thấy nó hay cho nên mình hướng dẫn, mình muốn chia sẻ tới cho các bạn ha. Thì mình sẽ để cái đường link sản phẩm này ở dưới ha, các bạn muốn mua thì cứ theo đường link nó mua ha. Thì để mà sử dụng tiết kiệm thì mình sử dụng một cái nồi dẻ lau bảng nè. Thì cái này cũng rẻ thôi, các bạn mua rồi các bạn xịt lên để lau để cho nó tiết kiệm ha. Thì bây giờ mình sẽ thao tác luôn cho các bạn coi ha. Rồi, đầu tiên là cái chai này là cái chai kỵ nước cho nên trước khi sử dụng các bạn nhớ lau khô cái bánh xe của các bạn ha. Rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ xịt nè. Đó, nó sẽ ra cái dạng bọt như này. Rồi, sau khi mà dắp dòng rồi thì các bạn sử dụng cái mút lau bảng này ha. Hoặc là ai có bọt biển á, sử dụng bọt biển được, các bạn lau. Đó. Các bạn lau khắp cái thành lớp ha. Đó, các bạn lưu ý là nhớ phải cái lớp các bạn phải khô nha các bạn, tại cái này nó kỵ nước mà. Đó. Và đặc biệt là cái dung dịch này khi mà bám lên cái la răng thì nó không ảnh hưởng tới cái la răng của các bạn ha. Rồi. Rồi, mình tiếp tục mình lau thôi. Đó, mình lau tới khi nào mà cái dung dịch nó thấm đều lên cái thành lớp là ok ha các bạn. Mình đã sử dụng cái chai này được hơn 1 năm rồi nha các bạn. Và nó tốn rất là ít luôn. Đó, các bạn lau hết thành lớp thì nó sẽ giúp cho cái lớp của bạn được bóng. Và đi mưa nó không bị trôi nha các bạn. Đặc biệt là đi mưa không bị trôi ha. Rồi, mình đã lau dắp vòng một vòng ha. Đó, các bạn thấy nè, cái lớp các bạn rất là bóng, rất là đẹp ha. Nhìn nó sang hơn hẳn so với ban đầu chưa sử dụng dưỡng lớp ha. Và cái này các bạn đi mưa thoải mái luôn, đi mưa nó không có bị trôi đâu. Đó, nó không có bị trôi cái lớp dưỡng này nha các bạn. Đó, tại vì mình thấy sản phẩm hay cho nên mình muốn giới thiệu cho các bạn. Ai cái này có thể sử dụng được cho ô tô cũng như là xe tải và xe máy nha các bạn. Là nó dưỡng lốp nè, nó sẽ dưỡng bóng những cái phần mà lốp á, cho nên lốp nào đi cũng được, xe đạp cũng được luôn. Rồi, nếu các bạn thấy hay thì các bạn nhớ bấm vào đường link mua hàng cho mình nha. Rồi, cảm ơn các bạn.